Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Dạ thưa luật sư Lưu Tường Quang, rất là cảm ơn ông đã dành cho Mai Hoa cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay về tình hình Việt Nam tuần qua. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa mới ký quyết định 613 phân công ông Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang thay mặt chính phủ để làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên các địa bàn. Đây là một quyết định gây ngạc nhiên cho nhiều người quan tâm. Ông nhận thấy cái quyết định này nó như thế nào thưa ông? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả chương trình Việt ngữ của đài phát thanh SBS Radio, thưa cô Mai Hoa, đúng như vậy, vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, cổng thông tin của chính phủ, tức là cái cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ, đã phổ biến một cái tin tức cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm Bộ trưởng Công an Thượng tướng Lương Tam Quang để đảm nhiệm thêm một cái chức vụ mà tôi cho rằng nó có hơi khác thường, là chủ trì làm việc với hai cái địa phương, tức là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, để làm những công tác mà Mai Hoa vừa mới nêu lên. Và sau đó còn có thêm một cái câu mà nó bao gồm tất cả mọi việc và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Điều này có nghĩa là cái quyết định gọi là 613 QDTTG của ông Phạm Minh Chính đã trao cái quyền, có thể coi như một cách nôm na mình coi như là chủ nhân ông tối cao của tỉnh Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng, tức là đồng thời làm Bộ trưởng Công an của Chính phủ Trung ương và đồng thời làm luôn nhiệm vụ mà nó tương đương với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Bí thư tỉnh Hưng Yên. Điều đó nó đặt ra một câu hỏi rất lớn là như vậy thì Bí thư tại hai cái nơi này sẽ làm gì? Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái nhiệm vụ mới mà được thêm vào trong cái chức vụ của ông Lương Tam Quang này đó, nó bao gồm tất cả mọi ngành của chính phủ. Điều này thì tất cả các vị bộ trưởng khác thì nhiệm vụ của họ là như thế nào tại hai cái địa phương này. Cho nên tôi cho rằng đây nó không phải là một cái thủ tục hành chính thông thường. Mặc dầu trong cái bản tin của cổng thông tin chính phủ đó, cũng như tất cả các báo chí của do nhà nước kiểm soát, kể cả tờ Tuổi Trẻ, tờ Lao Động, tờ Sài Gòn Giải Phóng đủ thứ, thì nói rằng cái quyết định này đó, tức là quyết định 613 QDTTG này đó, là đã nêu rõ cái nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương theo điều 3 quyết định số 435 QDTTG ngày 24 tháng 4 2023. Thì tôi đã vào trong net, tôi tìm cái quyết định 435 QDTTG này để xem coi ông ấy đã làm cái gì. Thì quá thật, theo cái quyết định số 435 QDTTG này của năm 2013 đó, thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm khá nhiều những người để gia hạn cái thời gian phục vụ của họ trong chức vụ mà họ đang có, hoặc là củng cố hay giải thích cái quyền hạn của cơ sở tại địa phương. Không có một cái quyết định nào trong số mười mấy cái quyết định mà tôi vào tôi xem đó là bổ nhiệm một ông bộ trưởng nào đó để cai quản một cái địa phương nào đó, tương tự như cái trường hợp Thượng tướng Lương Tam Quang. Cái quyết định này ngay từ đầu đã gây ngạc nhiên cho cái giới quan tâm. Thế nhưng mà những cái dòng ở trên thông tin chính phủ thì không nói lên điều gì cả. Như vậy nó để lại một cái khoảng trống cho những sự suy đoán, thì không biết là theo cái nhận định của ông thì ông có những cái suy đoán gì từ quyết định đáng ngạc nhiên này không? Cái kết luận của tôi đó thì đây không phải là một cái quyết định hành chính thông thường, mà nó phải có một lý do đặc biệt nào đó. Thì trong một vài cái quyết định mà ông đã làm đó, thì thường thường là nó do cái đề nghị, chẳng hạn như cái quyết định mà làm nước sạch tại các địa phương á, thì nó do cái đề nghị của ông Bộ trưởng Phát triển Nông thôn. Nhưng mà trong cái quyết định 613 QDTTG này đó, thì ai đề nghị, tôi không thấy ai nói cái đề nghị cả. Vì không có ai đề nghị cả, cho nên tôi có thể lập luận một á, là ông Phạm Minh Chính chủ động bổ nhiệm cho ông Lương Tam Quang thêm chức vụ để cũng như là lấy lòng phe của ông Tô Lâm, hoặc là chính bên cái phe của ông Tô Lâm hay là chính ông Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cho chính mình được cái nhiệm vụ mới này. Nhưng mà trong cả hai trường hợp, chúng ta thấy rằng điều thứ nhất, như tôi vừa nói, ngoài đây không phải là một cái quyết định hành chính thông thường. Điều thứ hai đó thì tôi cho rằng đây là một cái
một cái quyết định mà ông Phạm Minh Chính bị áp lực phải làm, cũng như là để mua chuộc hay là để o vế cái phe của ông Tô Lâm để có thể được yên ổn. Là tại vì có thể hình dung được là trong cái thời điểm này, là sau khi đã loại ra được tất cả những đối thủ của mình, từ ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng đến ông Vương Đình Huệ và luôn cả đến bà Trương Thị Mai, thì ông Tô Lâm chỉ còn có mỗi một đối thủ là ông Phạm Minh Chính. Và trên đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Đúng rồi, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng thì tôi nghĩ là chắc là ông tuổi già sức yếu, ông sẽ không tìm cách để phục vụ một cái nhiệm kỳ nữa. Cho nên chúng ta có thể giả thiết rằng trong cái bàn cờ chính trị vào năm 2026, trong đại hội đảng đó, thì tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ hồi ưu. Trong trường hợp đó nó chỉ còn có hai người. Mà chúng ta đã thấy rõ, nếu mà chúng ta đi ngược lại một vài bước, thì chúng ta đã thấy rõ là trong cái cuộc chạy đua giữa ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính thì rõ ràng là ông Tô Lâm đang ở thế thượng phong. Lý do tôi nói như vậy, mà lý do này cũng là có nhiều người đã nói ra rồi chứ không phải gì là điều gì mới mẻ, là trong cái việc mà bổ nhiệm cái người kế nhiệm ông Tô Lâm để làm Bộ trưởng Công an đó, thì quả thật cái bàn tay long lá của ông Tô Lâm đã quyết định rất nhiều và À, đã trước được khi mà có thể mà nói đến cái việc bổ nhiệm ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an, tức là thay thế cái chức vụ mà trước đó tân chủ tịch nước Tô Lâm giữ, thì Mê Hoa muốn quay lại với cái quyết định 613 và hai cái địa bàn được nêu lên, đó là Đà Nẵng và Hưng Yên. Thế thì Mê Hoa cũng tìm hiểu thì không biết có phải là tình cờ hay không mà Hưng Yên là quê nhà của ông tân chủ tịch nước Tô Lâm và Hưng Yên cũng là quê nhà của ông tân bộ trưởng công an Lương Tam Quang. Giới quan sát nói rằng đây là một người làm quan cả họ được nhờ. Không biết là nhìn của ông thì như thế nào thưa ông? Tôi nghĩ như thế này, cái việc mà bổ nhiệm ông Lương Tam Quang bộ bộ trưởng Công an kiêm nhiệm luôn cái chức mà nó tương tự như là bí thư của tỉnh Hưng Yên đó, nó nhằm hai mục tiêu. Tôi nghĩ là mục tiêu thứ nhất thì như cô vừa mới nói đó, tức là một người làm quan cả đại gia đình hay là cả thân nhân được nhờ. Trong cái nghĩa đó, đó thì rõ ràng là ông Tô Lâm muốn giữ cái tỉnh Hưng Yên nằm chặt trong cái bàn tay kiểm soát của mình. Tại vì kinh tế là cái nơi phát xuất của cái nhóm Hưng Yên, là một cái nhóm bây giờ nó trở nên cái thế mạnh, nó đang đàn áp cái nhóm Nghệ An và cái nhóm Hà Tĩnh. Cho nên vì lý do đó mình giữ được Hưng Yên nguyên vẹn, tức là một cái hình thức để bao che cho chính mình, giữ được cái thế của mình. Cái đó là một cái điểm quan trọng về cái phương diện phòng thủ. Nhưng mà nó cũng là một cái điểm quan trọng là khi mà phòng thủ như vậy đó, thì có thể tự do tấn công các đối thủ của mình ở các nơi khác mà không sợ bị tiết lộ. Là tại vì cái hậu trường của mình đang nằm chặt trong cái bàn tay của mình. Cho nên vì lý do đó mà cái việc bổ nhiệm ông Thượng tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Công an là bí thư tỉnh Hưng Yên trong thực chất chứ không phải là trong danh nghĩa, thì nó nhằm bảo vệ cái hậu phương của ông Tô Lâm trong khi mà ông Tô Lâm đang tranh đấu để thắng cuộc đối với ông Phạm Minh Chính. Và vẫn có tôi đó tôi vẫn tôi chỉ là cũng chỉ là sự suy cái đoán đó là thôi. cái sự suy diễn, cái đó là cái sự suy Nhưng diễn. mà trên giấy trắng mực đen á thì là cái việc mà đầu tư vào Hưng Yên đó là một cái tin nức nở đối với người dân Hưng Yên, bởi vì thông tin trên báo chính phủ cho thấy ngay trong cái lễ đón nhận quyết định đầu tư thì có sự xuất hiện của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, và ra luôn trong cái quyết định ký chứng nhận đầu tư đó đã chấp thuận đầu tư giấy trắng mực đen 24 dự án có tổng số vốn là 760 triệu USD cộng thêm 10.000 tỷ đồng Việt Nam, thì 10.000 tỷ đồng Việt Nam này tương đương là 400 triệu đô la Mỹ. Thì cũng trong cái thời điểm đó, vào cái ngày đó, trước đó một ngày tại Quảng Trị, Quảng Trị cũng vẫn được là nhận đầu tư trong kế hoạch 2021 đến 2030, thì lại không có một dòng nào về số tiền được đầu tư cho Quảng Trị. Nhưng riêng Hưng Yên thì rõ ràng tiền đã được ký để đầu tư. Điều quan trọng nữa, và họ cũng nói rất rõ là sẽ xây dựng Hưng Yên một cái trong những nhà máy lớn nhất thế giới để mà sản xuất cái sản phẩm Radio Frequency Identification, tức là nhận dạng qua tần số vô tuyến, sẽ xây dựng cái nhà máy sản xuất cái linh kiện này lớn nhất thế giới tại Hưng Yên. Chưa hết, sẽ xây dựng tại Hưng Yên ba tuyến đường rất là quan trọng: tuyến đường cao tốc nối Hà Nội Hải Phòng, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ vừa mới khánh thành, và tuyến đường Tân Phúc Võng Phan cũng vừa mới được khởi công. Riêng cái tuyến đường Tân Phúc Võng Phan này được đầu tư là 3.000 tỷ đồng, tức là tương đương với khoảng là 150 triệu đô la nữa. Thì đây là những thông tin rất là nức lòng đối với lại tỉnh Hưng Yên. Nhưng mà riêng Quảng Trị cũng nằm ở trong cái kế hoạch đầu tư, nhưng mà không có nói về đồng tiền nào hết.
thì Đấy, đấy là một cái sự giảm chân, đấy là một sự giảm chân lên ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và tất cả những người khác nữa, là tại vì cái nhiệm vụ mới của ông Thượng tướng Lương Tam Quang đã bao trùm tất cả mọi vấn đề, chứ không phải chỉ một vấn đề an ninh, là vấn đề bảo vệ cái hậu trường của mình cho cái nhóm Hưng Yên mà đứng đầu là ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang. Cái điều mà cô vừa phát biểu đó liên quan tới cái tổng số những lợi nhuận về đầu tư, những lợi nhuận về sản xuất, thì cái điều đó nó cũng còn cho thấy thêm một khía cạnh khác nữa, là ngoài cái việc bảo vệ cái hậu phương của mình đó, còn có cái cơ hội để đưa cái hậu phương của mình phát triển mạnh mẽ hơn, trở nên giàu mạnh hơn về phương diện kinh tế. Và cái điều đó tất nhiên là nó có lợi cho phe cánh của ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang tại cái hậu phương của họ. Tức là tôi vẫn cho rằng cái mục đích chính là tạo ra một hậu cứ an toàn để những đối thủ không có thể nào mà có thể lọt vào để tìm ra được những cái dấu vết cũ trong cái vấn đề tham nhũng chẳng hạn, hay là tìm ra những cái khuyết điểm lớn để có thể đánh phá đó chẳng hạn. Thì cái đó là về phương diện chính trị. Nhưng mà với cái số lượng, với cái tương lai, với cái tài khoản lớn lao trong lĩnh vực đầu tư sản xuất đó, thì rõ ràng là cái lợi nhuận kế tiếp là lợi nhuận về phương diện kinh tế, để làm cho cái đàn em hay là cái vây cánh của mình càng ngày càng dài hơn, hay là tạo thêm một cái thế lực kinh tế. Nếu vậy thì hiểu như thế nào cái việc mà ông Lương Tam Quang cũng nắm luôn cái địa bàn Đà Nẵng như trong quyết định của 613. Đà Nẵng đâu phải là hậu cứ của hai vị đó. Đà Nẵng là một cái trung tâm đang phát triển quan trọng nhất của miền Trung, Nhưng mà cho không nên có một cái chút nào về đầu tư trong Đà Nẵng. khi tôi mà đọc cái bản tin này thì chính tôi cũng lấy làm lạ. Tôi không biết tại sao Hưng Yên thì mình thấy rõ ràng cái mục đích và cái cơ hội, nhưng mà Đà Nẵng thì không biết tại sao lại nằm trong cái chung trong kế hoạch này mà nó không phải là một nơi khác. Không, tại sao nó không phải là Hải Phòng chẳng hạn, tại Chính sao nó không phải là Hải Phòng chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghĩ là theo như cái nhận xét của cô Mai Hoa đó, tôi nghĩ là có thể là Hải Phòng là dành riêng cho một cái thế lực khác, để Đà Nẵng thì tương đối hiện bây giờ đang ở cái thế yếu, theo cái nghĩa là không có tôi tìm trong số bộ chính trị, thành viên bộ chính trị còn lại thì tôi không thấy những nào người nào nổi nổi cộm từ 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 khu vực Đà Nẵng cả, từ khu vực miền Trung cả. Cho nên có thể là vì Đà Nẵng ở trong đang thế yếu thì dễ bị đè bẹp hơn, và cái điều đó cũng là một cái điều thuận lợi cho tương lai của ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang, là tại vì nếu một cái nơi nào đó mà nó có cái khả năng nó trở thành một cái khúc xương khó nuốt thì mình nên dẹp nó trước trước khi nó phát triển, hay là nếu nó đã được phát triển thì phát triển trong cái khuôn khổ kế hoạch của chính ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang thì nó càng có lợi cho họ về phương diện kinh tế. Lại có những cái thông tin phân tích lý do vì sao mà ông Lương Tam Quang tập trung vào vấn đề Đà Nẵng, bởi vì Đà Nẵng từng là có những cái người ở trong cái bộ chính trị rất là ông Nguyễn Văn Chi hoặc là ông Nguyễn Bá Thanh, họ Đà Nẵng có những chân rết rất là sâu sắc ở trong cái bộ chính trị, và phải chăng cái việc mà đưa ông Lương Tam Quang khống chế Đà Nẵng. Tuy nhiên đó cũng chỉ là sự suy đoán của cái giới quan sát, thì nhưng mà có cái thông tin này mà Mai Hoa tìm thấy giấy trắng mực đen và cũng khá thú vị. Cái quyết định để mà đầu tư mọi thứ và kế hoạch được quyết định vào ngày 10 tháng 6 từ chính phủ Việt Nam cũng như là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Tô Lâm nhận chức Chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5, thì 20 ngày sau, khoảng chừng là 3 tuần sau, thì toàn bộ những quyết định, những cái gì mà đầu tư vào Hưng Yên đều đã được ký duyệt hết, rất là nhanh gọn nhẹ. Những cái người quan tâm cũng so sánh cái điều này với cái việc mà 50 năm qua đồng bằng sông Cửu Long, cái tuyến đường, chỉ nói về tuyến đường thôi, cái tuyến đường cao tốc mà duy nhất từ Sài Gòn mà đi đồng bằng sông Cửu Long là tuyến đường Sài Gòn Trung Lương, thì chỉ có 40 km, mà 50 năm nay nó không nối dài được thêm được chút nào nữa. Thì đó là cái điều người ta so sánh và người ta ngậm ngùi. Nhưng mà cái tỉnh nào mà được đầu tư thì vẫn mình mừng cho tỉnh đó, phải không thưa ông Lưu Tường Quang? Không, nếu mà chúng ta đang thảo luận bước qua một cái mặt khác về cái vấn đề phát triển hạ tầng, đây là cũng một trong những cái nhiệm vụ của ông Lương Tam Quang tại Hưng Yên và tại Đà Nẵng. Thì rõ ràng là từ mấy chục năm nay là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đó là con bò sữa đóng góp tiền bạc để phát triển miền Bắc, phát triển cái hệ thống giao thông miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó thì như cô Mai Hoa mày nói đó, là cái hệ thống giao lộ tại miền Nam nó chưa tới là từ 100 cây số, nó chưa đừng nói là hàng ngàn cây số như ở miền Bắc và miền Trung.
Và cái điều đó nó đem lại cái sự phát triển rất là chậm chạp từ phương diện kinh tế rồi phương diện giao thông tại vùng Đông Bộ và Đồng bằng Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ cái đó thì cũng nằm trong một kế hoạch chung của Bộ Chính trị là phát triển miền Bắc và miền Trung nhiều hơn là miền Nam, mặc dù là trong mấy chục năm nay là chẳng hạn thành phố Hà Nội mà nghèo nàn từ năm 54 tới năm 75 và tự nhiên bây giờ phát triển thành một cái đô thị tân tiến thì cũng phần lớn là do thuế đánh vào 10 triệu dân chúng ở Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên đây là một cái kế hoạch mà tôi nghĩ là nó có tính cách phân biệt vùng miền, mà Bộ Chính trị thì luôn luôn là phản bác là không có nên phân biệt vùng miền, đất nước là nói chung, đất nước là góp công góp của vào sự phát triển chung, nhưng mà từ sự góp công góp của thì quá nhiều từ vùng miền Nam mà phát triển thì quá ít, cho nên cũng có thể là cái thành phố Đà Nẵng, trong khi mà cái giới chính trị tại thành phố Đà Nẵng không có được mạnh mẽ thì đây là cái lúc mà cái nhóm Hưng Yên đặt một cái người bí thư chồng chất lên tất cả các bộ khác và chồng chất lên cả ngay cả bí thư danh theo danh nghĩa của thành phố Đà Nẵng nữa. Dạ. Nó là một kế hoạch, nó là một kế hoạch mà mình nhìn thấy rõ là nó phục vụ cái mưu đồ chính trị của ông Tô Lâm, mà đồng thời nó có thể đem lại cái quyền lợi kinh tế cho cái nhóm Hưng Yên của ông Tô Lâm, tức của Mai Hòa. Dạ vâng. Thưa cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang rất là nhiều cho những bình luận của ông trong cái đề tài ngày hôm nay cho Việt Nam tuần qua, thưa ông. Xin cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt của đài SBS Radio. Tất nhiên chúng ta suy luận nhiều vào những cái dữ kiện mà chúng ta có thể tin tưởng là nó thích hợp trong cái bài thảo luận này. Tất nhiên là tất cả những cái gì mà nó xảy ra đằng sau nó là thâm cung bí sử, ít ai có thể biết được, mà trong cái xã hội toàn trị độc đảng thì chúng ta không có cách gì để có được những cái thông tin chính xác 100% được. Dạ, riêng Mai Hoa thì tin tưởng vào trong cái việc mà đầu tư cho Hưng Yên mà người dân Hưng Yên được thừa hưởng sắp tới đây, trong một thời gian ngắn thôi họ sẽ có được một sự thay đổi, thay da đổi thịt, vượt bậc cho tỉnh nhà. Tôi nghĩ tất cả những điều đó là cái mong ước của 100 triệu dân chúng Việt Nam đang ở trong nước và những cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tôi may quá. Dạ vâng, thưa cảm ơn ông. Xin cảm ơn. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.